Mến chào tất cả cô chú anh chị đã trở lại với kênh của em ha. Hôm nay là em tiếp tục là em cập nhật cái giá lúa mà những anh chị đã bình luận trong kênh của em á, và cập nhật theo từng địa phương luôn á. Thì bây giờ em sẽ làm clip em đọc cho những anh chị nào mà cần cập nhật những cái giá lúa ha, cũng như là những anh chị về sau nữa đó mà muốn cập nhật cái giá lúa mà tại hiện tại tại các tỉnh cũng như là xóm làng của cô chú anh chị á. Anh chị cứ vào cái clip của em và anh chị bình luận nha. Và nhớ là ghi là cái tên cũng như là cái địa phương của anh chị, đặng cho em dễ cập nhật nha anh chị. Rồi thì đầu tiên nè, thì em sẽ cập nhật là cái câu hỏi của bạn là Nguyễn Cẩm Nhi 6688 nha. Câu bình luận chứ. Thì bạn này bạn nói là cái giá lúa ở Bạc Liêu, ở nơi bạn là cái đài thơm 8 là hiện tại là 7.500 nha anh chị ha. Giá thì cũng bình ổn giống như những cái tỉnh khác như là Hậu Giang, An Giang cũng như là Tiền Giang nha anh chị. Rồi thì tiếp tục là cái câu bình luận của bạn Giang Nguyễn nè. Thì bạn này bạn nói ở Trà Vinh á, lúa đài thơm 8 nha, là hiện tại là 8.500, cao hơn những cái tỉnh khác đâu khoảng đâu là 1.000 nha anh chị. Còn bạn Trần Minh Thiện có bình luận ở trong cái video của em á, thì nói là giá là tương ứng chung tại đồng bằng sông Cửu Long là đài thơm 8 là giá từ 7.500 cho đến là 7.700 nha anh chị ha. Rồi tiếp tục là một bạn ở Gò Công, là bạn Chinh Trần nha. Bạn này bạn nói là ở Gò Công là hiện tại là cái đài thơm 8 là chỉ có 7.000 thôi. 7.000 là cái này chắc nghĩ là do là bị ép giá nha anh chị ha. Tại vì ngày hôm qua là em có cập nhật những cái kênh như là kênh mình Gò Công á, có lên bình luận á, là nói là lúa là 4900 ở Gò Công là hiện tại là 8.500 nha anh chị. Giá rất là cao luôn, còn đài thơm 8 thì bèo gì nó cũng khoảng nằm đâu đó là khoảng 7.500 là cái giá chung, mà hiện tại là chỉ có 7.000 là sợ là thương lái ép giá nha anh chị ha. Và là với lại một số video hồi sáng em có ra thì bây giờ có một số tình trạng vậy nè. Những anh chị mà lúc trước mà lúa mắc á, cái loại bỏ cọc cái giá cao, bây giờ có một số anh chị bỏ cọc luôn nè. Và một số anh chị là bây giờ dụ như trước là bỏ cọc 8.000 đi, nhưng bây giờ nó chỉ có 7.500 thôi. Nhiều nhà vườn người ta cũng cự cãi rất là nhiều, nhưng mà bây giờ mà không bán thì cũng không được nha mọi người ha. Tại vì giá lúa hiện tại bây giờ thì nó cũng đang rẻ đó mọi người. Nói chung là mấy anh lái lại nói này nói nọ cũng mệt lắm. Nói chung là mấy anh nhà vườn là lỗ thiệt nhất. Tại vì đầu vụ cái giá lúa của mình anh chị thấy nó cao lắm, cái tự nhiên cái mình đầu tư phân thuốc vô này nọ tí, cái cuối vụ nó giờ bình ổn giá lúa hay gì đó giờ rẻ lại, mình cũng không biết nói sao nữa. Như bạn Phát Lương nè, 6547 nè, bạn này bạn có nói là mấy anh lái là ngồi hưởng thành quả của người khác, còn trong khi đó là người dân là phải khổ khoảng 3 tháng trời mới có được cái hột lúa. Rồi tiếp tục là em sẽ cập nhật là câu bình luận của bạn là Vũ Phương Cao 1163 ha. Thì bạn này bạn nói mình ở An Giang là lúa 504 là giá nó 7.000, nó là những bạn ở An Giang thì nó cũng giá lúa cũng rẻ ha. Mà trong khi đó là phân phướng bây giờ thái vụ nào nó cũng lên đó anh chị ha. Có những bạn hồi sáng em ra mấy bạn nói là lên khoảng đâu là chi phí được khoảng đâu là 30% luôn á, rất là cao nha anh chị ha. Còn một số anh thì vô bình luận nói thì cái giá lúa là nên rẻ đi đặng cho những anh công nhân, để những anh công nhân có tiền mua. Nhưng mà nói đi và nói ngược lại thì ở Việt Nam mình sẽ có những anh chị giàu và những anh chị nghèo nha anh chị ha. Nói chung những anh đại gia thì người ta ăn lúa cao cấp không à. Còn như công nhân của mình thì khi mà mình cái giá lúa mà nó rẻ anh chị, nhưng mà thật chất á, cái giá gạo nó có rẻ hay không mới là một chuyện nữa. Nhiều lúc á, cái giá lúa rẻ nhưng mà cái giá gạo nó không có rẻ đâu. Bởi vậy những anh công nhân mấy anh đừng có sai lầm, mà bây giờ mấy anh công nhân mong làm sao cái giá gạo nó rẻ đi. Đó, thành ra vậy nha anh chị ha. Rồi nè, em cập nhật một câu hỏi của bạn user 7U ha. Thì bạn này bạn có nói là mình ở Gò Quao mới cọc xong 9.000, giảm còn 8.500. Nó nghĩa là trước là người ta cọc là 9.000 luôn mà giờ còn có 8.500 à. Nhưng mà cũng được, nhưng mà 8.500 là vẫn có ăn nha anh chị ha. Rồi em sẽ coi còn câu hỏi nào nữa không. Rồi một bạn user 60 nè, bạn này bạn nói bạn ở Tân Hiệp, Kiên Giang nha, giá đài thơm là 7.500. Rồi thì những anh chị nào mà có cái giá mà ở thôi, những cái khu vực của anh chị nữa thì anh chị cứ bình luận trong video của em ha. Em sẽ cố gắng em làm video em cập nhật hết cho anh chị. Còn đây là cái vườn lúa của nhà em nha anh chị ha. Hiện tại là cũng chưa có thu hoạch nữa. Nó mới cỡ này nha anh chị ha. Cái này còn khoảng đâu hơn nửa tháng nữa mới có thu hoạch nha anh chị. Đây, anh chị xem. Lúa cũng ok ha. Rồi mọi người nhớ cho em xin một like và một lượt đăng ký nha. Rảnh em sẽ cập nhật tình hình giá lúa cho anh chị cùng xem nha.